Cô muốn nhờ em một việc. Cô nói đi. Rủi rồi lỡ cái chịu thiệt rồi sao cô? Nếu mà chịu thiệt thì ta làm đám cưới cho. Cô này nói vậy làm con thích á. Ủa cái rồi chắc cô khóc luôn quá. Chứ con thấy ổng chịu con luôn rồi đó. Trời ơi, cô Sen. Ủa anh, mấy cái chuyện này để tôi làm được rồi. Cô Sen làm chi và không biết nữa. Có gì đâu tội nghiệp. Thì mình là vợ chồng với nhau mà. Hả? Ý chưa. Ý em nói là mình là phận tôi tớ với nhau mà. Có gì đỡ đần thì em đỡ đần cho. Với lại á, đồ đạc của anh em giặt hết luôn rồi đó. Vậy hả? Mấy cái đồ đó tôi đi làm đồng về dơ dữ lắm. Cô đừng có giặt nữa nghe. Với lại tôi đâu phải là ông chủ của cô đâu. Cô giặt làm cái gì? Anh nói gì vậy? Cần gì ông chủ? Chồng của em là em giặt rồi. Trời ơi, nữa hả cô Sen? Chưa. Thì mai mốt cũng là chồng em thôi. Hả? Không phải. Ý em nói thấy chàng ở con mình em thương. Cái mai mốt em đem cơm xuống, cái chàng ăn em. Cái gì vậy cô Sen? Thôi thôi cô Sen muốn làm cái gì cũng được. Bây giờ tôi chạy lên nhà trên tôi có công chuyện. Không, nhà trên em làm luôn rồi. Không không, hình như là ông chủ có kêu tôi lên làm cái gì đó. Cô Sen muốn làm cái gì làm đi. Chàng, trên đó có gì đâu làm. Tự nhiên bỏ tao ở đây lên chỉnh làm.